Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết sẽ tìm cách duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ tại khu vực trong thời gian tới nhằm theo đuổi mục tiêu lạm phát 2%. Phát biểu trước Ủy ban chuyên trách các vấn đề về kinh tế và tiền tệ châu Âu tại Brussels hôm đầu tuần, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết sẽ nỗ lực duy trì chính sách kích thích tài khoá trong cuộc họp tháng 12 tới. Mục tiêu của ECB là có thể nâng tỷ lệ lạm phát trong khu vực đạt chỉ tiêu 2%. Cuộc họp chính sách của ECB diễn ra vào tháng 12 tới sẽ cân nhắc nhiều sự lựa chọn nhằm duy trì chính sách tiền tệ cần thiết để đưa mục tiêu lạm phát tiến đến gần mục tiêu 2% trong giai đoạn trung hạn. Số liệu mới nhất của Eurostat cho thấy lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đạt 0,5% trong tháng 10 vừa qua. Tháng trước, chỉ báo này là 0,4%. Lạm phát tại châu Âu đã lao dốc xuống dưới mức âm trong 5 tháng đầu năm 2016 và đang bắt đầu hồi phục chậm chạp kể từ tháng 6 cho đến nay. Tháng 3 vừa qua, ECB đã phải tung ra hàng loạt chương trình kích thích tài khoá để đạt được mục tiêu lạm phát của khu vực. Riêng về sức hồi phục của nền kinh tế, ECB dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay của khu vực có thể đạt 1,7%, đánh dấu mức hồi phục đầu tiên của Eurozone kể từ sau khủng hoảng kinh tế năm 2008.